Ngân 98 tụt dốc nhan sắc với gương mặt hốc hác, làn da đen sạm tại đồn công an, không còn vẻ ngoài đầy đặn. Lung linh, thay, vào đó Ngân 98 xuất hiện với gương mặt hốc hác, làn da đen sạm, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Luôn được biết đến là một hot girl thị phi của mạng xã hội. Mới đây Ngân 98 tiếp tục thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người khi những hình ảnh cô bị bắt. Vì sử dụng trái phép chất ma túy, được lan truyền cùng những ý kiến trái chiều, trái với vẻ ngoài đầy đặn, gợi cảm và nóng bỏng mà ngân 98 thường chia sẻ trên trang cá nhân. Những hình ảnh của cô tại đồn công an đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, vì nhan sắc hoàn toàn khác lạ, mà cụ thể ở đây là gương mặt hốc hác, làn da đen sạm và thân hình thì gầy gò trông không khác gì bộ xương khô. Đây không phải lần đầu tiên ngân 98 bị lộ nhan sắc thật. Trước đó cô nàng từng lộ mặt mộc nhợt nhạt, kém xinh, khiến nhiều người cho rằng cô đã chỉnh sửa ảnh sống ảo quá nhiều tôi mới học lớp xóa mù chữ nên đọc không trôi chảy mong quý vị thông cảm trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại